Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Hành trình tìm kiếm điều thiện. Để để. Dạ. Có muốn chơi đá banh hay không? Em thấy trên cửa kính này có rất nhiều bụi, em muốn lau dọn sạch sẽ nó trước đã. Để để đang làm việc tốt, em nên học theo em ấy, không nên chỉ biết đến nói chơi thôi. Em cũng biết làm việc này mà. Hiếu hiếu, bản lĩnh và đức hạnh không phải sinh ra đã có, mà cần phải luôn duy trì tâm thấy điều thiện, làm điều thiện mới có thể tích lũy mà thành. Cho nên chúng ta mới làm được, thấy việc thiện liền nghĩ bằng. Để để, anh cùng với em lau cửa kính nha. Để để, anh thấy kính em lau xong vẫn chưa sạch lắm kìa. Chắc chắn là do em lau chưa đúng cách rồi. Vậy anh nói xem phải lau như thế nào. Anh ơi, anh lau cũng không sạch mà. Nhưng cũng sạch hơn em lau đó. Hả? Hả? Hiếu hiếu, em xem em làm đây để tức giận bỏ đi rồi. Em chỉ muốn giúp em ấy lau sạch kính thôi mà. Không phải anh nói là phải thấy việc thiện liền nghĩ bằng hay sao? Chúng ta không những học theo điều thiện mà còn phải giúp người khác hoàn thành việc thiện. Để vốn đang làm việc tốt, em lại ở bên cạnh nói em ấy không tốt, em ấy nhất định không vui, cũng sẽ không tiếp tục làm việc thiện nữa. Ừ, em biết rồi. Để vừa nãy là anh không tốt, anh xin lỗi em nha. Để đừng không vui nữa, mình cùng chơi đồ chơi có được không? Hả? Xem ra bị em làm cho tức giận bỏ đi không chỉ là để mà còn là tinh linh thiện của em ấy. Tinh linh thiện sao? Đúng vậy, dạng vật trên thế gian thật ra đều có ý niệm thiện, mà ý niệm thiện này chính là tinh linh thiện. Em đeo nó lên đi. Hả? 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 Đàn bướm này ở đâu ra vậy? Đây chính là tinh linh thiện ở trong sách và đồ gia dụng của để. Bởi vì để ném chút lung tung, cho nên tinh linh thiện đều rất đau lòng. Thiện của để chắc chắn vì hiếu hiếu nên bỏ đi rồi, không có ý niệm thiện nên mới làm ra những chuyện không tốt. Vậy chúng ta hãy mau tìm tinh linh thiện của để trở về. Tiểu sủng ca, đi một vòng rồi tôi vẫn chưa tìm thấy tinh linh thiện của để vậy. Nếu như chạy ra bên ngoài rồi thì không dễ tìm. Đúng rồi, tiểu sủng ca, tinh linh thiện của để có hình dáng như thế nào hả? Cái này anh cũng không biết. Ông lão này nhất định là một tinh linh thiện, chúng ta đi hỏi ông ấy. Dạ, con chào ông. Tiểu sủng ca, ông ấy là tinh linh thiện của ai vậy? Sao mà không để ý người khác vậy? Xem ra ông ấy chắc là tinh linh thiện của lưu nước này. Lưu nước này cũng có tinh linh thiện sao? Bình thường không hình thấy nó có tác dụng gì đâu nhỉ. Yêu hiếu,
Sao em lại có thể vô lễ như vậy chứ? Mau xin lỗi ông ấy đi. Ông ơi, xin lỗi ông, con không nên nói như vậy. Nhớ năm đó, mỗi người trong cái nhà này đều cần dùng cái lu để trữ nước. Bây giờ các ngươi không cần đến ta nữa thì chê lão già này vô dụng, có đúng vậy không? Con xin lỗi ông, tụi con chỉ là đang gấp gáp tìm lại tinh linh thiện của em con, nên là con không cẩn thận nói sai rồi. Ta có nhìn thấy một tinh linh thiện chạy lung tung đó. Thật sao? Em ấy ở đâu vậy? Ta không muốn nói cho một đứa trẻ không lễ phép như con. Hả? Những tinh linh này đang làm cái gì vậy? Đây là tinh linh thiện của gió. Bởi vì nước trong lu của ta có thể cung cấp khí ẩm dễ chịu cho chúng, cho nên chúng đến lau lu nước giúp ta đều là những đứa trẻ rất hiểu chuyện. Ông ơi, ông hãy nói con biết tinh linh thiện đó ở đâu đi. Nếu em của con không có tinh linh thiện, vậy thì mọi người đều không thích em ấy nữa. Thôi được, chỉ cần con giúp những đứa trẻ ngoan ngoãn này lau sạch lu nước thì ta sẽ nói cho con biết. Một lời đã định. Hiếu Hiếu, cảm ơn bạn đã giúp tụi mình. Không cần không cần, mình cũng đang học theo các bạn thôi. Tinh linh thiện của Đệ Đệ. Xin lỗi em, hôm nay anh không nên nói với Đệ Đệ như vậy. Em quay về với em ấy đi có được không? Em mệt rồi, anh phải ẵm em về. Được thôi, ông lão ấy thật là. Rõ ràng tinh linh thiện ở trong lu nước mà không nói cho mình biết gì hết, còn gạt mình lao lu nước nữa. Hiếu Hiếu, em đi đâu vậy? Tiểu Sủng Ca, anh xem, em tìm thấy tinh linh thiện của Đệ Đệ rồi. Em đưa máy quay về. Nhưng mà Đệ Đệ, em còn tức giận sao? Tức giận gì chứ? Khi nãy anh không nên nói là em lau kính không sạch. Xin lỗi em nha. Được rồi, em tha thứ cho anh. Đệ Đệ, con mới đi đâu chơi đó? Sao trên người lại có nhiều đất như vậy? Mau cởi ra để mẹ giặt cho. Con không cần. Cái gì mà không cần? Mau cởi ra. Con không cần mẹ quan tâm. Dù sao bình thường mẹ cũng đâu có quan tâm tới con. Đứa trẻ này, mẹ không phải đều là vì con sao? Dù sao con cũng không cần. Đệ Đệ, sao em có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Em cũng không cần anh quan tâm. Đây là giường gì vậy? Người không thoải mái chút nào. Tiểu Sủng Ca, sao Đệ Đệ lại biến thành như vậy rồi? Hiếu Hiếu, em mau nhìn tinh linh thiện của Đệ Đệ. Kỳ lạ, tinh linh thiện của Đệ Đệ còn tức giận. Tinh linh thiện được bay hết rồi, ta hãy mau đuổi theo đi. Tiểu Sủng Ca, sao mà tinh linh thiện đều bỏ đi vậy? Nhất định là hành vi của Đệ Đệ khiến cho các tinh linh thiện đều không vui. Ông lão ấy cũng thật là. Rõ ràng tinh linh thiện ở trong lu nước mà cũng không nói cho mình biết nữa, còn gạt mình lao lu nước. Hiếu Hiếu, sao em có thể nói ông ấy như vậy chứ? Nhưng mà rõ ràng tinh linh thiện ở bên trong, ông ấy cũng không nói cho chúng ta biết. Ông ấy kêu chúng ta lao lu nước là đang dạy chúng ta làm việc thiện đó. Vậy em xin lỗi ông ấy không phải là được sao? Hiếu Hiếu, em phải nghĩ tới lời em nói ra sẽ ảnh hưởng tới người khác. Tinh linh thiện của Đệ Đệ chắc chắn là do nghe được lời em nói mới trở nên xấu tính, cho nên Đệ Đệ cũng trở nên xấu tính. Nhưng mà không phải em đã lao lu nước rồi sao? Anh cũng nói thấy việc thiện liền nghĩ bằng. Em đã làm việc tốt rồi, tại sao tinh linh thiện vì một câu nói mà trở nên xấu chứ? Hiếu Hiếu, chúng ta muốn làm việc tốt, muốn thấy việc thiện liền nghĩ bằng đều không sai. Nhưng mà liền nghĩ bằng quan trọng nhất là ý niệm chứ không phải hành động. Khi em nhìn thấy hành vi thiện của người khác thì trong lòng phải biết cảm ơn. Bởi vì hành vi thiện của mỗi người mới tạo thành cuộc sống tốt đẹp hiện tại của chúng ta. Có tâm yêu thương và tâm cảm ơn, chúng ta sẽ tự nhiên làm được thấy việc thiện liền nghĩ bằng. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Lau lu nước mặc dù không phải là việc lớn gì, nhưng chúng ta cũng phải làm cho trước sau vẹn toàn mới đúng. Ý, Đệ Đệ, em không tức giận nữa sao? Tiểu Sủng Ca, tại sao tinh linh thiện của Đệ Đệ vẫn còn tức giận mà Đệ Đệ vẫn làm việc thiện? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, có thể là do bản tánh của Đệ Đệ khiến cho em ấy thấy việc thiện liền nghĩ bằng. Sao em không cử động được vậy? Xem ra muốn giúp cho tinh linh thiện của Đệ Đệ khôi phục ý niệm thiện vẫn phải mất một thời gian. Vậy phải làm sao?
Không thể để khó chịu như vậy được. Đáng ghét, anh cũng không biết phải làm sao. Ý, mình lại cử động được rồi. Hả, Tiểu Súng ca, sao mà Tinh Linh Thiện lại trở về vậy? Hiếu Hiếu, em không nhận ra sao? Đây là Tinh Linh Thiện của cuốn sách mà em nhặt lên đó. Em ấy rất muốn cảm ơn sự chăm sóc của em, mới đưa các Tinh Linh Thiện khác quay trở về. Tinh Linh Thiện, cảm ơn em. Hiếu Hiếu, em nhìn kìa, đến Tinh Linh Thiện cũng hiểu được cảm ơn. Chúng ta cũng phải làm tốt hơn mới đúng. Để, ta hãy tiếp tục lau lưu nước đi. Dạ. Lưu nước trước đây, vì chúng ta đã làm nhiều việc như vậy, chúng ta phải chăm sóc ông ấy thật tốt. Các bạn nhỏ ơi, khi chúng ta nhìn thấy người khác đang làm việc tốt thì phải học hỏi theo họ, còn phải giúp đỡ họ. Đồng thời còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của những hành vi thiện đối với chúng ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có càng nhiều đức hạnh và hành vi thiện hơn, trở thành một người có lợi ích đối với xã hội.